mừng các bạn đến với kênh Vam Channel và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu mô hình, đó là mẫu mô hình mô tô nha bạn. Đây là một mẫu ô tô có sẵn mà mình đã lắp ráp trước đó ha. Các bạn thấy chiếc mô tô này cũng khá là đẹp ha. Hôm nay mình sẽ ráp một chiếc mô tô còn hầm hố hơn chiếc này nữa. Thấy chiếc mô tô này đẹp không? Rồi, mẫu tiếp theo mà mình lắp chính là cái mẫu mô tô này các bạn. Đó, các bạn thấy hộp bự không? Hộp rất là bự ha. Đây là hướng dẫn lắp ráp. Đây là chiếc mô tô siêu ngầu nữa mà. Không biết chiếc mô tô này tên gì mình chưa tìm hiểu mà. Rồi, còn đây là hướng dẫn của nó nè bạn. Cái mẫu mô tô này thì nó gồm hai miếng ha. Gồm hai miếng sắt. Và đây là mặt sau. Đó, sau khi hoàn thành đấy bạn, chúng ta sẽ có được một chiếc mô tô. Giờ mình ráp thử để coi hai chiếc thử chiếc nào thì đẹp hơn ha. Bỏ tờ giấy này vào bên. Còn đây là cái phần kim loại, hai cái tấm kim loại. Tấm kim loại thì được đánh số đàng hoàng mà, giúp mình dễ tìm hơn. Ở đây chúng ta có hai tấm. Giờ mình sẽ bắt tay vào lắp ráp ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt những miếng số 1, số 2, số 3 và số 4 nha các bạn. Rồi, đây là cái miếng số 1 nữa. Số 2 ở đây ha. Miếng số 3 và hai miếng số 4 nữa. Rồi, đây là miếng số 1 nha các bạn. Mình vẽ những cái này vô ha. Cái mặt này mình để ngoài nè. Vẽ những cái này vô phơi phía trong. Trên đầu nó có hai miếng nha, mình bẻ hai miếng như này qua. Cái miếng chỗ này mình úi thành cái hình tròn nha. Chỗ này thì mình chốt lại ha. Làm những cái mô hình mà có cái phần uống tròn tròn các bạn, uống nó
thì còn tròn thôi, thì mô hình nó ra nó mới đẹp. Rồi xong thì chỗ này nó còn một cái chân nữa, đó, mình bỏ cái chân này vô cái lỗ chỗ này nè. Tiếp theo là miếng số 2. Miếng số 2 này thì mình cũng uống tròn nha. Rồi, mình uống tròn thôi ha. Cái này mình chưa có chốt lại. Thì mình sẽ gắn cái này vào cái miếng số 1 nữa. Đó, chỗ này nó có hai cái chân, hai cái lỗ giống như hình chữ L vậy ha. Đây, bỏ vô đây nè. Đó, mình bỏ cho nó khớp với cái hình tròn ở trong đây nè. Đó, cho nó khớp lại như vậy ha. Rồi mình hãy chốt lại. Chốt vào cái trong trước. Đó, sau khi như vậy mình vẽ gặp cái này vô luôn ha. Đó, được như vậy nha bạn. Rồi, giờ mình sẽ lắp cái miếng số 3 này vô ha. Lắp thì mình quay cái mặt này ra ngoài mà để khách này nè, đó mình quay ra ngoài ha. Đó, bạn lắp được như vậy. Tiếp theo là hai cái số 4 hả? Đó, cái này mình để gặp vào trong ha. Bạn quay cái này ra ngoài nè. Còn cái miếng này thì bẻ cho nó cong cong theo cái phần dưới đây nữa. Đó, bạn bẻ được như vậy. Giờ mình gắn hai cái miếng này vô đây. Mình gắn phía bên này nha. Gắn phía bên ngoài nè. Đó, mình gắn vô ba cái chân ở đây. Lúc mình gắn cái chốt lại thì mình để cái này nó thẳng lại rồi, cho nó vuông góc lại ha. Chứ mình để xéo xéo mình chốt lại thì lát hồi nó cũng nó xuống xéo xẹo rồi. Chỗ này nó để cho nó thẳng bằng lại hay chốt lại, thấy bằng lại. Rồi, miếng này thì lắp ở dưới đây. Tiếp theo mình có 4, hai cái số 4, 5, 6 và 7. Mình cũng lắp một cái tương tự như vậy các bạn. Thank you.
xong được 2 miếng các bạn. Đó, mình gấp 2 miếng như vậy. À. Rồi, tiếp theo mình có 4 cái số 8, 4 số 9 và 2 cái số 10 các bạn. Cái này mình làm một thằng bánh xe nữa. Trước tiên mình uống cái này lại. Để uống cái này mình tìm một cái chai gì đó ạ. Nắp gì đó mà. Cho nó dễ uống ha. À, cái chỗ này mình bẻ gặp mấy cái này xuống nha bạn. Cái chỗ này là cái chỗ tốn thời gian nè. Nhưng mà cái này nó bự nên nó dễ uống à. Làm phải lâu chút thôi. Các bạn uống, ráng uống cho nó tròn tròn lại ha. Rồi, được một bên, còn bên đây nữa các bạn. À, giờ mình làm tương tự cho mấy cái bốn cái này ha, ba cái còn lại. Rồi, xong được 4 cái bánh rồi các bạn, uống được 4 cái bánh rồi ha. Giờ mình lấy cái miếng này số 9 nè, mình bỏ vô đây. Bẻ những cái chân này ra cho dễ làm ha. Các bạn ráng làm cho nó uống cho nó tròn vậy ha. Mình có thể kiếm những cái nắp như vậy nè. Đó, những cái nắp như vậy mình uống tròn lại trước, tròn thì nó đẹp mà.
Rồi, được 4 cái bánh xong rồi các bạn. Tiếp theo là mình lấy cái hai cái số 10. Rồi, mình dùng cái nắp chai này ha. Nó còn thiếu một khúc nữa, không sao ha. Chủ yếu là cho nó hơi tròn tròn này thôi. Bỏ này vô mình chốt này lại. Cái này mình đã uống tròn tròn rồi nha các bạn. Rồi giờ ta có những cái miếng cái vòng tròn nữa nha các bạn. Thì hai cái vòng tròn ở trong đây nè, hai cái hình tròn ở trong đây nè, hai cái này là số 12 ha, và hai cái trang trong đây là hai cái số 16. Giờ mình sẽ cắt những cái này ra. Rồi, những cái này lát mình lắp sau ha. Này nó bỏ trong mà nó làm cái đường dày quá các bạn. Làm cái đường mảnh mảnh này, làm cái đường bự. Chà bá. Rồi, giờ mình lấy hai cái bông này mình bỏ vô đây nè bạn. Nó có một cái lỗ nhỏ ở phía trong đó ha, những cái lỗ phía trong đó. Rồi, thì mình lấy cái bánh này mình bỏ cái đây luôn ha. Đó, mình chập hai cái là như vậy nữa. Còn bánh xe bự phật vả. Bạn thấy khắc chi tiết không? Khắc rất là đẹp và tương tự cái này đó ha. Rồi, được hai cái bánh rất là bự nha bạn. Tiếp theo là 11, 12, 13 và 14 nha bạn. Bây giờ mình lấy mấy cái miếng số 12 này ra mình xử lý nè. Cắt mấy cái này đi. Đây là 12. Mình uống những cái miếng 11 này lại ha.
Đây là cái miếng số 13. Mình gắn cái miếng số 13 cái này vô đây nè. Rồi, tiếp theo là cái miếng số 12. Cái số 12 thì mình lắp vô đây ha. Cái mặt này chắc quay ra ngoài đó. Đó, mình quay ra ngoài vậy cho nó đẹp. Đó. Tương tự cho cái này thôi. Được hai cái. Đây là cái số 14 hả? Cái số 14 thì mình làm cái trục của bánh xe. Mình dùng cái này mình uống nó tròn lại ha. Cái này nếu các bạn có cái dụng cụ này thì lấy ha, làm nó cũng tiện. Còn nếu không có thì mình lấy cái trục viết đó. Không cần cho nó khớp đâu, nó vẫn hở đó. Lát mình làm cho nó khớp lại sao. Nó ngoài kẹp kẹp cho nó tròn lại ha. Chỗ nào nó cũng tròn lại thì cái bánh xe nó mới dễ quay được. Đó, mình bẻ những cái chân này lên này cho nó thẳng lên. Bỏ cái này lên đây. Bạn thấy cái bánh tròn không? Mình quay, mình làm kỹ. Các bạn làm cho kỹ ha. Thì ra nó mới đẹp được. Đó, mình bỏ cái này vô đây nữa. Bây giờ mấy cái chân này mình bẻ cho nó thẳng ra. Lại cái miếng này thôi. Đó, làm cái tục bánh xe. Những cái chốt này mình đẩy nó ra ngoài nha. Mình lấy cái miếng này mình lắp vô đây luôn nha bạn.
nó có ba cái chốt ở đây nè, ở đây nó có ba cái chốt ha, đó, mình lại ba cái chốt còn đóng vào đây. Đó, thấy nó làm phức tạp không? Mình để mấy người làm ra mấy cái trò này nó là rồi, còn cái này là mình lắp lên đây ha. Mình bẻ mấy cái này xuống cho cái bánh nó dễ quay nha, nó khỏi cạn cho cái bánh nè. Chứ mình bẻ vậy đường trắng vô thì nó không cạn cho cái bánh. Rồi, các bạn lắp hai bên này ha, hai bên này cho nó giống nhau, nó cùng một hướng. Xe này thắng ngộ, thắng nằm ở ngoài. Tiếp theo mình lấy hai cái 15 nữa các bạn. Hai cái này. Bẻ cái này xuống ha. Một phần này mình uống cong. Còn hai cái đường này mình bẻ ra ngoài ha. Mình gắn ở đây mà, nó tại cái chân nãy mình dỡ ở đây đó. Chắc bên này cũng vậy. Cái này nó hơi sát rồi, mình lại lấy cái gì mỏng mỏng, con dao gì mỏng mỏng á. Tiếp theo mình xử lý mấy cái cây này các bạn, mấy cái cây này cắt đi. Nó, giờ mình uống hai cái 11 này lại. Rồi, mình cũng lấy cái này mình bỏ cái này nha bạn. Đây là cái miếng số 17 nha. Cái miếng này thì mình uống cho nó
đó, cuốn theo cái chân này bạn, làm như cái phễu vậy ha. À, mình bẻ cái chân này gập xuống ha, để mình giấu đi đó, các bạn để thôi sẽ đẹp hơn. Giờ mình lấy cái này mình bỏ vô ha, cái mặt này bạn quay ra ngoài nha. Cái này mình bỏ vô trong này nha. Bẻ mấy cái chân xuống. Đẹp ha. Làm chi tiết quá. Rồi, cái thứ này mình tương tự nha các bạn. Rồi, mấy cái chân này cũng bẻ xuống luôn nha bạn. Rồi, những cái chân này thì mình bẻ nó thẳng đây. Tiếp theo là cái 18 nhé các bạn. Cái 18 thì mình làm cái trục bánh xe. Cái chân này bẻ nhau thẳng lại. Bỏ này cho đây nhé bạn. Mình bỏ cái trục này vô đây trước ha. Nó quay tròn nữa. Rồi, tiếp theo mình có 19, 20 ha. Đây, mình bẻ nó vô trong nha các bạn. Thank you.
Hai cái này mình đặt như là một cái đồ để chân thôi. Cái này mình uống trà này ha. Mẹ gặp nó vô. Tương tự này ha. Rồi, mình được hai cái như vậy ha. Gắn ngay nha mày, cái này nó ba cái chân này. Hai bên này bạn gắn vô đủ cùng hướng luôn ha. Đó, cùng hướng của mấy cái này. Bạn lắp lên cái là nó không có xài được đâu. À, cái chân này thì mình bẻ lên nha bạn. Đây nè. Rồi, tiếp theo mình có 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Những cái chi tiết này bạn. Này mình muốn tròn này. Mình vẫn còn khoảng một chút nữa. Những cái này thì mình bẻ xuống ha. Mình bỏ này cho đây nha mà. Cái này tay lái nha.
Tiếp theo là cái 25. Cái này thì mình cũng uống tròn này ha. Rồi, cái này mình tạm thời để đây ha. Chưa có bẻ. Bẻ sơ sơ thôi. Cái này thì mình bẻ cập xuống nha các bạn. Rồi, mình uống theo cái hình tròn ở trên đây ha. Rồi, mình lấy cái miếng này, mình bỏ lên đây nha các bạn. Rồi, giờ cái này thì mình bẻ nó lên đây ha. Nó các bạn gặp cho nó khớp với cái đường ở dưới này nè. Mình lấy cái này bỏ dưới đây. Tiếp theo là cái tay này các bạn. Rồi, cái này bỏ lộn rồi. Chỗ này nè. Giờ phải gỡ ra. Hai bên đều lộn hết hả? Cái hộp này thì đúng rồi ha, hai cái tay nè. Nó hai cái tay nó phải xoay về phía cái này nè. Rồi. Mình gỡ ra bữa sau các bạn lắp á thì chỗ này mình ướm lên đây trước đi ha. Đó. Rồi các bạn lắp cái tay sao cho nó hướng kiểu này là được nè. Hướng kiểu vậy ha thì nó mới đúng. Chứ còn như mình là dạng phải sai nè. Cái tay lái này nó hai bên nha bạn. Cái tay lái này nó có chiều quá. Nên là mình phải ướm trước cái này vô. Đó, các bạn thử ha. Đó. Bạn thử coi thì nó có đúng theo cái chiều này không. Nếu mà nó đúng thì mới bỏ vô ha. Đó, như vậy này mới đúng nữa các bạn. Vậy mới đúng nha bạn.
là hơi sai sai. Rồi, mở này vô. Tiếp theo là 29, 30, 31, 32 nha các bạn. Cái này là động cơ này. Phần này thì mình bẻ ra ha. Nó còn vẽ nha, bây giờ nó khớp vào vậy ha. Vẽ những cái chân này vô ha. Nè, bỏ này vô các bạn. Mình uống cong những cái này ra ngoài ha. Cái này mình đẩy ra ngoài. Sắp được một chiếc mà làm tương tự cho miếng bên đây ha.
theo là 33, 34, 35 và 36. Bạn thấy miếng 33 này nó bự không? Rồi, mình bẻ gập ngay qua ha. Cái này mình uống theo cái miếng phía dưới nè, uống theo miếng này nè. Chốt trước đây ha. Yeah. Rồi, cái này thì mình bẻ nó gập xuống ha. Chốt hai bên này vô mà. Rồi, giờ mình lấy cái miếng này, mình lắp vào đây ha. Chân ở trong đây nó hơi khó bỏ cho nên là hơi khó bẻ chứ bỏ như thì dễ. Rồi, được một bên rồi. Cái này mình hãy bẻ nó lên xíu đi ha. Cái này nè, miếng này nè. Miếng này nè các bạn. Mình bẻ nó lên. Rồi, mình lấy cái này mình bỏ vô rồi, gắn vô đây thôi. Rồi, cái miếng này mình bẻ vô trong ha. Cái miếng này mình bẻ gập vô trong luôn á. Mình bẻ mấy cái chân này vô một chút thôi.
bỏ hai cái chân vào đây nữa. Rồi, tương tự miếng bên này. Nha. Cái miếng số 34 nữa bạn, lắp trong đây à. Lắp trong hốc này bạn. Mình chốt trước một bên này. Tiếp theo là 37, 38, 39, 40, 41 các bạn. À, cái này phải gặp hai bên vô hả? Chân này cũng bẻ vô luôn các bạn. À, các bạn lắp sao cho cái phần dưới này nó khớp ha. Nó khớp cái miếng này. Tiếp theo là miếng 38 này. Cái miếng 39 này thì mình uống này các bạn. Mình uống mình bỏ cho này. Quay cái này ra ngoài cho đẹp quá. Mặt này không có gì hết. Rồi, bỏ vô dần chốt lại nha. Tiếp theo là cái miếng này nha bạn. Bẻ gặp nó không?
Còn cái phần này thì mình uống lại ha, uống theo cái miếng ở dưới á, đây uống cộng theo cái miếng này. Cái này mình cũng bẻ xuống luôn ha, để gặp một trong làm cũng khá chi tiết các bạn. Cái miếng này lại lát đi cho khúc này. Đó, lấy cái này bỏ đây nha. Ghế ngồi á. Đẹp ha. Tiếp theo là hai cái bút 2, bút 3 và bút 4. Sắp xong rồi ạ. Cái này uống tròn lại ha. Cái này phải gặp xuống rồi. Rồi, cái 42 mình ráp vào chỗ này ha. Chắc cái này là hai cái đèn của nó hay sao à? Mình gắn cái tay lái này vô đây. Và là ra dán chiếc xe rồi đó. Tiếp theo là cái phần này ha. Này mình cũng bẻ gập luôn. Bẻ cho nó khớp ở cái dưới ha. Cái này mình lắp vô đây thôi. Này giống cái miệng của con gì. Rồi, bẻ hai bên này vô ha. Uống cho nó hơi cong cong rồi nha.
lắm ở vô đây. Cái này vô đây ha. Nào, giờ mình sẽ gắn hai cái bánh này vô ha. Bánh này phía trước ha. Bánh này ở phía trước nè. Đây là cái bánh trước xem ạ. À, tiếp theo là cái bánh sau ạ. Mình để cái này quay lên trên các bạn, cái miếng gắp chân nè. Cái bánh sau nó không có cái thắng các bạn, nó quay dễ. Rồi bánh trước này nó có cái giống như làm cái thắng phía trước này, nên nó quay nó hơi cạ vô trong. Thành dán chiếc xe các bạn,
Rồi, giờ còn miếng cuối cùng ha. Miếng số 45. Ok, này khỏi cần chấm luôn rồi. Hai cái bánh nó bự quá, nó đứng được. Rồi, cái này mình lắp dưới đây ha, quấy này mặt ra ngoài nha bạn. Mình lắp hai chân này trước rồi ha. À, bẻ những cái chân này xuống ha, để lúc mình cầm nó không có bị dây đâm vô tay á, nó cũng đẹp hơn nữa. Rồi, tác phẩm đã hoàn thành đó các bạn. Nằm trong lòng bàn tay các bạn ha. Cái bánh trước mà nó quay được như vậy được thì được. Cái bánh trước nó mắc cái thắng nè. Rồi, mời các bạn chiêm ngưỡng một siêu phẩm ha. Lắp này cũng lâu quá. Mẫu này khá là đẹp các bạn. Nhưng mà lắp thì cũng không có khó lắm đâu ha. Khó cho uống tròn mấy cái bánh hả? Chi tiết nó khắc rất là đẹp. Để mà so sánh hai cái mẫu xe máy này ha. Và coi kích thước này ha. Bánh xe thấy nó bự hơn nhiều rồi. Nói chung về độ khó thì mình đánh giá cái này là nó khó hơn ha. Đây mẫu này nè, mẫu này nó uốn éo rồi nhiều lắm, ở
chi tiết tông lên nó phức tạp hơn này. Này thì dễ lắp hơn. Rồi, video mình lắp chiếc motor ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu bạn đã lấy video hữu ích, các bạn để lại một lượt like, một lượt subscribe. Hẹn gặp lại các bạn.